Còn quấn mà cao quá lên đầu á là nó bung xù ra. Lên lô quấn á? Không, đang bảo là hồi trước ấy, cái quấn ấy, người ta quấn cao quá, tức là để bình thường nó xù ra. Trong đấy mình quấn thấp thấp thôi để nó ra cái sóng to đẹp. Ấm đi. Cái sóng này càng khô nó càng to. Lúc mới gọi xong thì mình thấy sóng hơi bé bé, nhưng mà nó cứ khô là to. Mình lát xong nó khô là to, to sóng. Lúc nào mà mới gọi đầu xong thì lại thấy nó bé.